khổ quá, cứ bị có người gọi điện nhưng nó bị ao mạng các chị ơi. Các chị hết giật chưa? Đây các chị nhá, con chữ B đó các chị yêu này. Các chị lên cho em mã áo này là áo chữ B kèm xuống đây cho em này, các chị nhìn đá cườm này. Cái line này toàn những hàng siêu cấp các chị nhá. Con line này sẽ là những con áo mặc trong cực đẹp luôn và hàng này của nó là hàng siêu cấp. Em toàn bán 260 một áo nên xả hàng và hạ giá hết cho tình yêu. Các tình yêu thích con nào lấy cho em. Mỗi một con này sẽ mặc nhanh trong vòng vài phút, các chị đã thích con nào lấy cho em vì đây là hàng siêu cấp của Quảng Châu. Hàng này của nhà nó là hàng mắc vàng các chị yêu này. Hàng mắc vàng KT các chị nhá, cực kỳ đẹp luôn. Những cái này em nhập cực kỳ là đắt nhưng mà các chị mặc lên người thì cực kỳ là sướng. Nên nếu ngay các chị yêu nào nhận được những con áo này thì các chị yêu mặc thử và xem cái chất lượng của nó như nào nhá. Có xem như Trang nói không chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đầu tiên là con mã áo chữ B lên người Trang mặc này. Con này trước em bán 260 em xíu thì yêu còn 130 nốt nhá. Đủ size cho em S, M, L, XL cho em từ 40 60 cân. Rất là đẹp. Đá cườm chạy cho em này, đá cườm các chị ơi, chạy từ bên này sang bên này cho em này. Đá cườm pha lê nhá các chị nhá. Ren siêu mềm không dặm không ngứa này. Mặc cực đẹp luôn. Những con này các chị mặc trong, các chị khoác cho em cái gì cũng cực kỳ xinh và chất vải của nó thì cực kỳ yêu luôn, cực kỳ mềm mà cực kỳ dễ chịu cho em. Những cái dòng mà mác vàng của KT này thì các chị yêu yên tâm cho em luôn là hàng của nó siêu đắt mà không có rẻ. Nhưng ngày hôm nay em siêu thì yêu rẻ hơn một con hàng Việt Nam luôn, để các chị yêu trải nghiệm những cái hàng những cái hàng đẳng cấp này. Để các chị mặc, lần sau các chị quay lại để các chị biết cho em là những cái chất liệu gì mặc nó sướng cho em nhé. Các chị nhìn hàng này, để cho hàng cực đỉnh cho em luôn. Con đầu tiên các chị lên cho em mã áo này, đang mặc chữ người lên cho em mã áo chữ B kèm số điện thoại giùm em. Tất cả đều có cườm pha lê chạy dọc này, từ bên này sang bên này cho em. Cườm pha lê các chị mặc lên người ấy, các chị ơi, nó đứng ở góc nào nó bắt sáng rất đẹp cho em luôn nhá. Hàng này em bán 260 em sale thì yêu nốt 130.000. Các chị lấy mã áo này lên cho em mã áo chữ B kèm số điện thoại cho em. Von ở đây cực đẹp và cực mềm và cực mịn cho em luôn. Mặc những cái dòng von này các chị xong các chị quay lại mặc hàng Việt Nam với các chị chắn phèo luôn. Chắn phèo luôn cho em ạ. À. Lên cho em mã áo chữ B kèm số điện thoại giùm em, hoặc là gì ạ? À? Mã áo gì ạ? À? Báo cái này gọi là gì nhỉ? Mã áo cho mặc trên người, Trang mặc trên người các chị lên cho em mã áo chữ B kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Hoặc là các chị yêu lên cho em mã báo cườm bling hoặc là mã báo nhún kèm số điện thoại cho em nhé. Báo nhún này hoặc là báo bling cho em kèm số điện thoại cho em. Ba mã này cực kỳ hot nhưng hôm nay em cũng đem ra siêu mức các chị yêu luôn. Ba mã này cực kỳ hot nhưng ngày hôm nay em cũng đem ra siêu các chị yêu luôn này. Con báo bling này và con báo nhún này nhá. Em tặng các tình yêu cho em. Báo nhún này. Được chưa? Cực đẹp này cho em, tặng các tình yêu nốt cho em con này 160. Con báo bling này cũng tặng 160, còn áo chữ B em tặng 130 các chị nhá. À, chữ B em tặng 130, các chị thích con nào các chị lấy. Đây là những dòng siêu cấp để các chị về mặc và trải nghiệm cho em. Để biết là những cái dòng mà bên Trung Quốc, những cái dòng đẳng cấp nhất là nó mặc như thế nào, các chị lấy con này cho em. Được chưa? Chữ B em tặng 130.000. Bây giờ các chị mua con nhiệt đều của Việt Nam thôi, 150-200 rồi. Nhưng mà đây là hàng siêu cấp, đá cườm pha lê, gen đẹp như thế này, mặc lên con áo xịn sò và sang như thế này. Siêu 130.000, cơ hội chỉ có duy nhất trong live này. Chị nào lấy áo này lên cho em mã áo chữ B kèm số điện thoại cho em đi. Đủ size từ 40-60 cân nhá. Sale 130.000, hàng đẳng cấp siêu cấp, hàm mắc vàng xịn xò cho em luôn. Được chưa? Hàng của KT của Quảng Châu xịn xò cho em luôn này. Cực kỳ đỉnh luôn. Các chị nhận con áo này về các chị mặc áo thật sự cũng không muốn cởi luôn ý. Vì nó quá đẹp, mặc trong các chị mix cho em. Áo gì ở ngoài cũng xinh, khi các chị cởi áo khoác ra có những con áo mặc trong quá đẹp như thế này cho em luôn. Mà áo chữ B chị Hoàng Anh một con, áo chữ B của chị Liên Tuấn một con. Hôm nay sale mã 3 mã siêu cấp nhá. Áo chữ B này, áo báo nhún cho em này. Báo nhún cho em và báo bling cho em này, được chưa? Báo bling này và báo nhún cho em, số lượng không còn nhiều. Em sale nốt cho tình yêu. Báo áo chữ B sale 130. Hai áo này em sale còn 160 cho em hết. Tất cả những dòng này em bán 260 này, hai dòng này em bán 280 hết các chị nhá. Tất cả đều là áo đắt thôi, nhưng các chị mặc chỉ có đỉnh cao cho em thôi. Áo chữ B em trước đơn chị Huyền Trang của đơn này. Áo này sale 130 chị gái ơi, chị Linh Anh ok mà áo chữ B của đơn cho em mà các chị nhìn thấy cái chữ B ở đây. Chữ B nhá. Báo cườm đính này. Thấy không ạ? Lấp lánh cho em từ bên này sang bên này. Von đẹp, ren đẹp, các chị mặc cái áo mà có von như này phối lên cảm thấy người mình nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng mặc cứ sướng đời cực kỳ các chị nhá. Sale còn 130 cho em các chị ơi. Sale còn 130 cho em các chị nhá. Sale còn 130 cho em áo chữ B. Lan Anh ok có áo chữ B, Quỳnh Hương ok áo chữ B này. Đỗ Tuấn ok một áo chữ B, một áo bling nhá. Bling báo con này sale còn 160. Con nhún cườm này cũng sale 160 cho em được chưa? Còn con áo đang mặc trên người sale 130. Trải nghiệm ngay cho em vì cái giá nó quá là gì, hết đắt cuộc đời luôn. Nhưng nhận áo về mặc cái hàng đỉnh nhất của tầm cao cấp nhất của bên Trung Quốc thì các chị cảm nhận cho em cái chất áo như nào thì các chị cho em xin feedback nhá. Quá đẹp các chị ạ, quá đẹp quá sướng. 130.000 em đi nhập con này không bao giờ có. Các chị nhá, không bao giờ có. Bình thường em nhập những con này toàn trên 200.000 rồi mà hôm nay sale các chị yêu còn 130. Để các chị yêu về mặc cho em đi đâu cũng đẹp, đi đâu cũng chất và đi đâu cũng xinh cho em ạ. Mà áo chữ B em chốt đơn chị Hòa Tuấn có đơn cho em, chị Minh Ngọc có đơn chữ B nhá. Chị Lan Tây ok có đơn mà báo cường có đơn cho em chị ơi. Báo cường xem 160, nhún cường xem 160, chữ B xem 130, toàn mã hot nhà em. Em sang các chị yêu mã tiếp theo này. Các chị lấy mã nào lên cho em mã đấy đi. Đúng rồi Lan Anh ơi, em hôm nay em siêu lỗ hết chị ơi. Những cái mã áo này các chị yêu mặc xinh, mặc nó nhẹ mà cảm thấy nó đã người lắm các chị ạ. Nếu ai mà chưa mặc những cái dòng chất này thì nên thử một lần. Nên thử một lần nhá, vì bình thường không có giá này để mua đâu.
Bình thường không có giá này để mua, chỉ có duy nhất những cái line này các chị yêu mới săn được cái giá này thôi. Sale của tình yêu còn 130.000. Con nào chữ B đấy, các chị lấy thì tranh thủ lấy cho em, đâu còn chục con thôi. Hoa hồng, hồng thu lẻ chữ B lên số này cho em đi, con nhún cườm này cũng đẹp này. Đấy các chị nhá, tất cả đều hàng mắc vàng hết ạ. Con này em sale 160 nhá. Con này sale 160. Bao đẹp luôn ạ. Con này em trang sale 160, các chị lấy con này lên cho em mã áo nhún cườm kèm số điện thoại giùm em. Cườm cũng là cườm pha lê, chạy rất là sang luôn, đẳng cấp luôn này, các chị nhìn nào. Vân báo bằng nhung hết cho em luôn ạ. Vân báo bằng nhung hết cho em luôn. Lên cho em con này là con báo áo nhún cườm kèm số này cho em. Còn size còn số các chị nhá, còn size còn số. Các chị lên nhún cườm kèm số điện thoại giùm em, sale còn 160 nha con này. Nhún cườm em mặc trên người sale còn 160. Tất cả vân báo bằng nhung hết cho em luôn. Vân báo bằng nhung luôn. Cườm pha lê chạy này. Cườm pha lê chạy các chị nhá. Đây ạ, nhún von rất là đẹp cho em luôn. Mặc con áo thật sự luôn, ăn chơi và nhìn nó lộn phộc cho em luôn các chị ạ. Đẹp như thế này, sale có 160.000 cho em con này. Lên cho em mã áo nhún cườm kèm số điện thoại cho em. Những con áo cực kỳ đỉnh mà sale về cái giá gọi là cuộc đời không còn gì để mất. Những con áo cực kỳ đỉnh mà sale về cái giá gọi là cuộc đời không còn gì để mất các chị nhá. Mời các chị lên đơn nhanh giùm em mã áo nhún cườm cho em đi ạ. À, chữ B nhá, chữ B đẹp dã man, sale 130.000, lấy nhanh giùm em. Sướng dã man luôn các chị ơi. Đấy, nhún cườm này có đủ size cho 40-60 cân cho em. Áo báo bling này, báo bling này cũng sale 160 này. Báo bling sale 160. Được chưa? Chữ B này sale 130 cho em. Chữ B sale 130. Áo đang mặc trên người sale 160 mà áo nhún cườm cho em. Hoàng Tuấn lên số này cho em đi, Quỳnh Nga lên số này cho em đi chị ơi. Các chị phải mặc cho em cái con áo báo này, các chị mặc cho em 10 năm không lỗi mốt đâu. Mặc càng thấy sang, càng mặc thấy chất. Tất cả những cái gì ạ? Những cái họa tiết vân báo trên này đều là bằng nhung hết. Cườm pha lê chạy từ bên này sang bên này cho em. Hàng Việt Nam yên tâm không bao có cườm pha lê. Chỉ có hàng Quảng Châu cao cấp mới có hàng cườm pha lê. Cườm pha lê này các chị đứng ở đâu ấy đều bắt sáng ở đấy cho em. Mà các chị nhìn thấy con áo em mặc không? Nhìn nó sang, nó chảnh như này. Độ sang của độ và độ chảnh của nó dã man luôn. Mặc con áo lên nhìn cho em là gì ạ? Dân chơi phố cổ cho em luôn các chị ơi. 160 con này siêu nốt các chị nhá. Đủ size thì 40-60 cân cho em. Lên cho em mã này cho em là gì ạ? Áo báo nhún cườm kèm số điện thoại giùm em. Siêu nốt 160. Ba mã này là ba mã siêu đắt nhà em các chị ạ. Nên hôm nay siêu thì trong line này các chị tranh thủ lấy cho em nhá. Áo nhún cườm chất lên nhiều hòa linh của đơn ạ. Áo chữ B và nhún cườm ok thanh mai nhá. Chữ B siêu 130 này. Chữ B này em sale 130 các chị nhá. Báo bling này sale 160. Và áo đang mặc trên người là áo nhún cườm cũng sale 160 cho em. Được chưa? Thanh Ngọc ok áo nhún cườm trang mặc này. Lệ Huyền ok áo nhún cườm này. Hương Giang ok áo nhún cườm này. Một áo chữ B ok. Trịnh Hà Tú Vũ có đơn cho em áo chữ B nhá. Ok Kim Nga có đơn cho em một quả áo nhún cườm có đơn chị ơi. 160 áo nhún cườm. Những cái mã này là em bán 280 áo này. Mã này em bán 260 áo bình thường nhá. Bây giờ em sale còn áo này 130, áo này 160, áo này 160 cho em. Được chưa? Mã áo này cho em là áo nhún cườm, mã này cho em là áo chữ B, mã này cho em là áo báo bling. Em sang mốc thì có báo bling. Em sale nhanh thôi thì vì con em không còn nhiều hàng đâu mà nhiều hàng đắt. Hàng này đắt các chị ạ. Ai nhận được con này thì chắc chắn là cực kỳ sướng luôn. Ai mà nhận được những con áo này em khẳng định luôn chắc chắn là cực kỳ sướng luôn. Chưa bao giờ trong cuộc đời sale những con áo này với giá này cả nên các chị phải tranh thủ lấy. Nó đẹp mê mẩn cuộc đời cho em luôn các chị ơi. Đẹp mê mẩn cuộc đời cho em luôn, chả có lý do gì mà không chốt những con áo này cả. Cực kỳ xịn luôn. Hàng của nó hàng cao cấp nên các chị yêu cứ mặc cho em lên người một phát là gọi là tôn người vô cùng cho em. Chỉ cần mặc lên người cho em thôi nó đủ đẹp các chị ơi, không cần phải nói gì nhiều. Không cần phải nói gì nhiều các chị ạ. Đây, con này các chị lên cho em áo báo bling này. Chứ còn hai con hay ba con thì em không nhớ đâu. Em có tặng nó cái tình yêu 160. Em có tặng nó cái tình yêu 160 nhưng giá gốc em bán 280 đấy. Những con hàng này các chị mà vào suốt mua 5-600 không có giá này đâu. Vì nó là dòng, vì nó dòng cao cấp không có chân váy em mặc đâu chị ơi. Vì nó là dòng cao cấp các chị nhá. Lên rồi em con này cho em là áo báo bling này. Áo báo bling nhá, còn 2 hay 3 chiếc thôi. Sale nốt thì yêu còn cho em là 160.000 nốt ạ. Báo bling cho kèm số điện thoại cho em còn 160.000 nốt nhá. Đẹp lắm chị ơi, đẹp xuất sắc cho em luôn. Hải Dương ok lên số này chị ba áo đi em ơi. Hải Dương ba áo này, Quỳnh Yến ok áo chữ B này. Chị Lèo áo nhún cườm vừa mặc xong, bling ok chị Kim Thu có đơn cho em này. Chị Hà Trang lẻo nhún cườm vừa mặc xong lên số điện thoại giùm em chị gái. Áo nhún cườm và áo báo bling là sale 160 nhá đây. Nhún cườm và báo bling này là sale 160. Báo bling nào em mặc nhá. Con áo này nhún cườm này, đẹp xuất sắc luôn. Cực đỉnh cho em ạ, sale 160 này. Còn con áo chữ B sale 130. Tất cả đều là hàng siêu cấp các chị nhá, tất cả đều hàng siêu cấp. Những con áo này các chị mặc lên cho em khác hoàn toàn với những cái dòng mà các chị đang sử dụng trong tủ đồ. Vì nó là dòng siêu cấp rồi. Nên các chị mặc lên người cho em các chị thấy độ sướng khác hoàn toàn luôn. Nên ngày hôm nay em đang bảo là cái like này là cái like kinh khủng, sale một cái mức giá và chưa bao có. Các chị trải nghiệm những cái dòng siêu cấp này để mình mặc một lần để mình hiểu là gì ạ. Người ta đang bỏ tiền mua 600-700 nghìn một cái áo là người ta mặc chất gì. Để các chị hiểu là những cái người nhiều tiền người ta mặc cái gì các chị ạ. Ngày hôm nay các chị chỉ cần bỏ ra 130 nghìn mua con áo chữ B nhá. Cườm đính từ bên này sang bên này cho em này, được chưa? Von đẹp cho em này.
áo nhẹ nhàng mềm mại cực sướng cho em luôn, 130.000 chữ B, giá gốc 260, áo báo cườm và áo nhún cườm cho em giá gốc 280, sale những cái chị yêu ngày về giá ngày nay cho em còn 160, 280 sale còn 160 cho em. Được chưa? Thích nhún cườm thì nhún cườm, thích báo bling lên cho em báo bling, sale giá quá rẻ luôn, 160 cho em các chị nhá. Báo bling còn 2-3 chiếc thôi, cái này cũng còn 5-6 chiếc hết này. Con này chắc cũng thấy các chị ạ. Những cái dòng này em bán cực kỳ đắt hàng luôn, vì khách hàng em mua chưa mà ai chê đâu. Nếu mà các chị muốn mặc hàng xịn thì các chị lấy con này. Được chưa? Những con này thật sự là quá xịn chứ không phải là xịn nữa. Và giá ngày hôm nay để rẻ hơn hàng Việt Nam. Nhưng mà các chị mặc càng sướng nha, mặc không bao giờ phải vứt đi luôn. Mà các chị mặc từ năm này qua năm sau nó vẫn mới và nó vẫn hot và nó không bao giờ bị lỗi thời cho em các chị nhá. Đấy, thích mã nào lên cho em đấy. Áo báo bling cho chị Hồng Tú lên xuống đây cho em đi. Báo bling 160 chị ơi. Nhún cườm em vừa cầm này cũng 160. Chữ BC 130 các chị nhá. Chữ BC 130. Tất cả đều là hàng KT mắc vàng siêu cấp của Quảng Châu luôn. Các chị nhá, hàng KT mắc vàng này. Được chưa? Hàng KT mắc vàng hàng Quảng Châu đỉnh cao luôn các chị nhá. Mặc cực sướng luôn. Mặc cực sướng mà nó nhẹ vô cùng, nhẹ tĩnh luôn cho em mà mê cực kỳ luôn. Đấy, nhà em năm nào cũng mua những dòng này nhưng mà sale thì rất là hiếm. Nên các chị tranh thủ lấy giúp em nhá. Đấy, em mặc lại chữ B á, đây em mặc lại chữ B nhá chị ơi. Em mặc lại áo chữ B các chị xem này. Em ơi, con áo này không mua một cái gì em nói thật. Nó quá đẹp cho em luôn. Mặc là áo chữ B nha. Rồi ok, Berlin ok, Mai Trương, Berlin ok, Kim Nga này, ba áo ok, Huyền Tú này. Ồ, Kim Phạm lấy một chữ B với là một nhún cườm của đôi này. Berlin ok, chị Hải Trang xuống đây cho em đi chị Thái ơi. Em sale còn rất là rẻ rồi các chị ạ, tranh thủ lấy nhá. Giá áo ngày hôm nay chưa có luôn. Giá áo ngày hôm nay chưa bảo có đây, chữ B đây 130 chị ạ. 130 các chị ơi. Mua con áo nhiệt Việt Nam 150-200.000 mặc ra hay quá hay đâu. Những con này thật sự nó mặc quá đỉnh luôn ạ. Đây, cứ mác vàng, cứ mác này cho em này. Trên thị trường các chị mua ở đâu giá rẻ em tặng các chị 10 áo. Cứ những con mác này trên thị trường các chị mua ở đâu được giá rẻ em tặng các chị 10 áo. Thật sự luôn, mà con áo nó đỉnh cao mà nó sướng đời các chị ơi. Kim Ngân lên xuống đợi chị đi em. Kim Ngân lên xuống đợi chị đi. Hà Tú ok, có đơn này. Toàn các chị đặt 3 áo thôi. 3 áo bây giờ cũng chỉ bằng giá gần như là một áo bình thường em bán các chị ạ. Và những con áo này các chị mặc cho em thật sự 5 năm, 7 năm, 10 năm không phải hết mốt luôn. Xinh ơi là xinh cho em, à chữ B đấy gái. 130.000 nhá. Nó là dòng giữ nhiệt ấy, nó là dòng giữ nhiệt ấy, đẹp lắm. Mà cái cổ nó là phối von ấy, các chị mặc cho em áo khoác gì vào cũng đẹp. Von của nó nhẹ lắm. Các chị mặc von Việt Nam các chị chán, nhưng mà sang von Quảng Châu các chị mặc là sướng đời luôn cho em này. Đây, lên cho em con này là áo chữ B nhá, 130 cho em. Áo chữ B cho em 130. 130 xinh. Các em cũng rất là thích con này, cũng để một con mặc rồi. Dáng của nó đơn giản nhưng mặc lên cực kỳ sang cho em luôn. Đây. Rất là đẹp luôn ạ. Đơn giản nhưng mặc cực kỳ sang luôn. Các chị mặc trong không? Các chị cởi áo trong ra cái áo. Cái con mình mặc áo trong nhá, xong mình cởi áo khoác ở ngoài ra. Mình cởi ra mình còn con áo trong đẹp, mình đi đâu mình tự tin các chị ạ. Xuất sắc cho em không? Sale có 130 cho em, lên cho em mã áo chữ B kèm số này giùm em. Xinh quá các chị ơi, này. Chữ B nhá. Lại đơ à chị? Sao mạng hôm nay làm sao nhỉ? Nó cứ đơ giật giật. Các chị nhìn thấy rõ không chị? Nhìn thấy rõ em không ạ? À? Giật quá nhỉ?